Vâng, em Dương Cân Đối xin chào toàn thể anh chị và các bạn nhá. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em có phát trực tiếp cũng như là báo giá cho anh chị và các bạn rất là nhiều những cái mẫu xe ô tô cũ có mặt tại salon của bên em. Anh chị thấy đây ạ, một salon bên em thì hiện tại bây giờ đang là full option rồi, đầy xe và không còn chỗ đỗ nữa, rất là nhiều những cái mẫu xe giá hợp lý. Nếu mà thời điểm này thì anh chị các bạn nào mà có nhu cầu mua ô tô thì là một cái thời điểm vàng để cho anh chị các bạn lựa chọn, bởi vì rất nhiều những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng ở cái thời điểm này giá rất hợp lý nha anh chị nhé. Và ngoài ra thì bên em đây hiện tại bây giờ khoảng tầm 5-60 mẫu xe, những cái dòng xe Đức và những cái dòng xe nhập khẩu. Xin chào bạn Thượng nhá. Những dòng xe nhập khẩu rất là đẹp để phục vụ cho anh chị và các bạn đây ạ. Anh chị cũng như các bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến những dòng ô tô cũ của bên em thì anh chị và các bạn có thể đến salon bên em, salon ô tô số 1 Kinh Môn, địa chỉ phường Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương anh chị nhá. Rất là nhiều xe đã qua sử dụng giá hợp lý luôn. Xin chào anh Tân Minh nhá. Rất là cảm ơn anh chị các bạn đã xem video của bên em. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em có phát trực tiếp cũng như là báo giá cụ thể cho anh chị các bạn từng mẫu xe một. Nếu anh chị cũng như là các bạn nào có nhu cầu quan tâm đến bất cứ một cái mẫu xe nào của bên em thì anh chị các bạn có thể là nhắn tin kết bạn Zalo của bên em. Zalo của em là 0919662536. Thì em sẽ gửi hình ảnh cũng như thông tin chi tiết cũng như là kèm theo giá cả hợp lý nhất cho anh chị và các bạn luôn nhé. Xin chào bạn Hoàng nhá. Đấy, rất là nhiều những cái dòng xe ngày xưa của nó là 5-6 tỷ đồng và bây giờ lại chỉ có 5-600 triệu đồng ở salon bên em, rất là nhiều đều là những cái dòng xe tiền tỷ cả anh chị nhá. Và bây giờ chỉ là những cái dòng xe tiền trăm thôi, rất là hợp lý luôn. Những dòng xe 2-300 thì bên em rất là nhiều nha anh Dương nhá. Đấy, xin chào bạn Lương Hải Phòng nhá. Đấy, mình sẽ quay trực tiếp cũng như là báo giá cho anh chị cũng như là các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là nhiều những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng hợp lý cực kỳ luôn anh chị nhá. Anh chị các bạn nào đang xem video của em Dương Hải Dương cũng như là em Dương Cân Đối thì cho em xin một lượt chia sẻ để cho anh chị cũng như là các bạn người quen có thể cập nhật được cái video của bên em, cũng như là khách hàng toàn quốc có thể cập nhật được video của em Dương Hải Dương nhé. Xin cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều. Và không để cho anh chị các bạn chờ lâu nữa thì em sẽ báo giá cũng như là đọc chi tiết từng cái mẫu xe để cho anh chị các bạn tham khảo. Đấy, đây rất là nhiều anh chị ạ, rất là nhiều những dòng xe cũ đã qua sử dụng cực kỳ hợp lý luôn anh chị này ạ. Đấy, full option rồi. Đấy, trong cái thời điểm hiện tại nếu anh chị các bạn nào mua xe cũ là cái thời điểm rất hợp lý, bởi vì là hiện tại salon bên em vừa về vừa cập bến rất là nhiều những cái mẫu xe đẹp giá rẻ cho anh chị các bạn tham khảo nhá. Đấy, xin chào anh Phú nhá. Xin chào anh Quân. Bên em thì rất là nhiều. Đấy, em phải đứng lên tận trên cao đây để bao quát tất cả những cái mẫu xe tại salon bên em. Nếu mà anh chị các bạn nào đang xem cũng như là có người nhà có nhu cầu cần tìm hiểu về các dòng ô tô cũ của bên em thì có thể qua salon bên em. Salon bên em là salon ô tô số 1 Kinh Môn, địa chỉ phường Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương anh chị nhá. Xin chào bạn Tín nhá. Xin chào bạn Chiến và rất là nhiều các anh chị cũng như các bạn đang xem video của bên em Dương Hải Dương. Đấy, đây ạ. Nhiều xe, đa phần là xe nhập rất là nhiều. Bên em đa phần là những dòng xe nhập khẩu anh chị nhá. Đấy, hiện tại thì em thấy có hơn 100 anh chị các bạn đang xem video của em Dương Hải Dương. Anh chị các bạn quý em Dương Hải Dương cũng như gọi là em Dương Cân Đối, một cái tên rất là quen thuộc, thì anh chị các bạn cho em xin một lượt chia sẻ để cho người nhà, bạn bè cũng như là khách hàng trên toàn quốc có thể là cập nhật được video của bên em nhé anh chị nhé. Xin cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều. X6 ở anh Cường, X6 bên em hiện tại còn 5 con X6 nữa anh Cường nhá. Rất là nhiều, X6 còn 5 con. Đấy, giá thì rất hợp lý thôi. Giáp Ford đây, anh chị nhìn đây. Con này thì chưa tới 300 triệu đã có Giáp Ford đi rồi, Giáp Ford chạy cực kỳ ok luôn. Đấy, Giáp Ford 2006. Đây ạ. Đấy, 2006 nhá. Xin chào bạn 4 nhá. Đấy, anh chị cũng như các bạn nào đang xem video của em Dương Hải Dương, quý em Dương Hải Dương cũng như gọi người ta gọi là em Dương Cân Đối ấy, thì cho em xin một lượt chia sẻ nhá để cho anh chị cũng như các bạn khách hàng trên toàn quốc có thể cập nhật được video của bên em. Và không để cho anh chị các bạn chờ lâu nữa thì em sẽ báo giá từ đầu đằng này. Báo giá tất cả những cái mẫu xe cho anh chị cũng như các bạn tham khảo nhá. Đấy, trong đó có những cái mẫu xe chỉ hơn 200 triệu thôi anh chị ạ. 265 triệu thôi đã có xe Mercedes đi rồi. Mà đây là dòng xe E280 chị ạ. E280 2008 chạy thì vô cùng đỉnh rồi. Dòng này nó có cửa sổ trời đôi. Đấy, hộp số 7 cấp. Đấy, chạy cực kỳ ngon luôn. Mà giá chỉ có 265 triệu. Anh chị thấy là rẻ giật mình chưa ạ? Mercedes ngày xưa là dòng xe tiền tỷ, ngày xưa dòng này thì nó phải tầm loanh quanh đôi tỷ đồng. Mà bây giờ thì anh chị thấy ạ, 265 triệu, một cái mức giá rất là hợp giật mình luôn. Đấy, Mercedes chạy cực kỳ ok luôn mà giá thì cực kỳ êm. Và đây là một cái dòng xe sang hơn một chút này anh chị này. Đấy, BMW Serie 5
chạy cực kỳ ổn luôn mà chỉ có hơn 300 triệu cho đời 2009 thôi. 345 triệu có thể là ra khơi được cái mẫu xe BMW Series 5 này rồi. Đấy, 2009 anh chị nhá. À, 2009 mà giá cực kỳ êm đúng không anh chị? Giá bây giờ ở cái thời điểm bây giờ thì hiện tại salon bên em rất là nhiều những cái mẫu xe hợp lý cho anh chị các bạn. Đấy, mẫu xe BMW Series 5 2009 mà chỉ có 345 triệu thôi anh chị ạ. Đấy, BMW X6 này, đấy, Chevrolet Captivan này, Captivan này, con này thì chỉ có hơn 100 triệu anh chị các bạn đã sở hữu mẫu xe Captivan rồi. Và một cái mẫu xe nữa này chị ơi, nhìn đây ạ, đây là mẫu xe MG, một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Trung Quốc, lắp ráp tại Thái Lan. Đấy, sản xuất năm 2022 và chạy mới có 3.000 km thôi. Đấy, giá mẫu xe này thì bên em đang bán rất hợp lý cho anh chị các bạn, 499 triệu vẫn còn bớt, xe chạy siêu lướt chỉ có 3.000 cây thôi, như xe mới. Và một cái dòng xe này là dòng xe chạy rất là sướng, ngập tràn công nghệ luôn anh chị nhá. Đấy, bền bỉ cực kỳ ok luôn anh chị ạ. Hàng đầu tiên thì em sẽ đi từng hàng ngoài này, em sẽ báo giá cho anh chị các bạn luôn này, bởi vì hiện tại là showroom em đang chật tắc xe. Đấy, toàn xe sang và nhập khẩu thôi. Đây là có con Chitner này, một con bảng rất là hiếm, 5.7. cái dòng xe này thì nó là dòng xe của chủ tịch của các chủ tịch rồi. Đấy, ngày xưa nó là dòng xe tiền tỷ phiên bản hiếm nhé, phiên bản 5.7. Đấy, mà mẫu xe này thì bây giờ lại có trên 300 triệu thôi. Đấy, trên 300 triệu thì đã sở hữu một cái mẫu xe như là Bentley rồi. Đấy, chạy cực kỳ ngon đúng không ạ? 2009 anh chị nhé, rẻ bằng một con Vios chưa ạ? Đấy, mẫu xe này chỉ có 390 triệu thôi mà giá trên còn vẫn còn bớt mỏi mồm nếu cho anh chị các bạn nào nếu mà có nhu cầu. Đấy, nó lại thế mới sướng. Đây ạ, bán tải thì hiện tại thì bán tải bên em không còn một con bán tải nào anh ạ. Đấy, bán tải thì bên em đang hết bán tải rồi. Anh chị nào có nhu cầu thì đợi video sau em có bán tải thì em sẽ giới thiệu cho chị các bạn. Đấy, một con xe nữa, con xe này thì phải nói là dòng xe chất chơi anh chị nhé. Đấy, anh chị biết con gì ạ? Porsche Cayenne. Đấy, bản này là bản GTS 2008. Một cái dòng xe siêu sang mà giá bây giờ anh chị các bạn này, giá cực kỳ êm luôn và cực kỳ giật mình cho anh chị các bạn luôn. À, con này thì ghế nỉ nguyên này, bản GTS ghế da lộn này, anh chị nhìn đây. Nó là cực kỳ đẳng cấp rồi. Đã gọi là Porsche mà. Porsche thì khỏi phải bàn về chất lượng. Đấy, Porsche một cái thương hiệu, và thương hiệu này là thương hiệu con ngựa đấy. Đây, con này thì anh chị thấy đây, 2008 hơn 500 triệu mà đã có rồi. Hơn 500 triệu đã có Porsche đi rồi. Đấy, Porsche thì nó là đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Hơn 500 triệu thôi đã có Porsche đi rồi, khỏi phải bàn về chất lượng của những dòng xe Porsche này. À, mới em đỗ hôm nay ở ngoài đây là mưa, em đỗ ngoài giờ bị mưa chưa kịp rửa cho anh chị các bạn. Và một cái mẫu xe phổ thông nhé anh chị nhá. Xin chào bạn Phương Lê. Đấy, và đây là một cái mẫu xe phổ thông E250. E250 thì hiện tại em đang còn một con đang dọn đời 2010. Bạn Tuyên ơi, bạn nhắn tin vào Zalo của mình đi, mình sẽ lúc nào có một con E250 đang dọn xong thì mình sẽ gửi ảnh cho đầy đủ hết, yên tâm. Đấy, hiện tại thì em đang thấy 169 anh chị các bạn đang xem video của em Dương Cân Đối. Mong rằng anh chị cũng như các bạn thì cho em xin một lượt chia sẻ để cho khách hàng cũng như là người nhà nếu mà có nhu cầu quan tâm đến ô tô thì có thể xem được video này. Bởi vì một cái video này thì bạn báo giá tổng hợp, vì vậy là anh chị các bạn có thể cập nhật được rất nhiều những cái mẫu xe và cập nhật được giá rất nhiều những dòng xe cũ để cho anh chị các bạn tham khảo của chỗ em Dương Hải Dương cũng như là em Dương Cân Đối để xem với những cái chỗ khác cái chất lượng xe, những cái giá thì có thể là so sánh. Đấy, anh chị nhé. Đây có một mẫu xe phổ thông cho anh chị các bạn đây ạ, đó là mẫu xe Chevrolet Cruze 2015. Con này thì nó là phiên bản số sàn anh chị nhé, giá 285 triệu. Bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển cho anh chị còn toàn quốc và giá trên thì vẫn còn thương được anh chị nhá. Đấy, xin chào bạn Hiếu Cô Pha nhá. Đấy, xin chào bạn Nguyễn Văn Tùng. Đấy, Trần Bắc, xin chào anh chị các bạn đang xem video của em Dương Hải Dương. Đấy, mong rằng anh chị các bạn đang xem video của em thì cố gắng theo dõi hết video thì em sẽ báo giá cho anh chị các bạn cụ thể từng mẫu xe một để cho anh chị các bạn tham khảo nhé. Trong đó có những dòng xe sang như là BMW X1 này, một cái mẫu xe có form dáng rất là nhỏ gọn thôi mà giá tiền thì anh chị ạ, hơn 300 triệu thì anh chị các bạn có thể đã sở hữu được một mẫu BMW X1 rồi. X1 là dòng xe nhập khẩu Đức nguyên chiếc, form dáng rất là đẹp. Đấy, xe 5 chỗ ngồi thôi anh chị nhá. Đấy, xe này thì nó 5 chỗ ngồi thôi và giá hơn 300 triệu.
Xin chào bạn Nguyễn Văn Tùng. Tông thì hiện tại là mình còn một đôi tông duy nhất đấy, nên là tạm thời hắn để trưng dụng để đi. Xin chào bạn Nguyễn Tùng nhá. Em là Dương Cân Đối, người ta hay gọi là quen là cái tên là Dương Cân Đối. Và thực ra cái tên này rất là ý nghĩa anh chị ạ. Bởi vì mình thực chất là mua một cái gì hay là mình một cái vấn đề gì mình chưa quyết đoán được thì mình nên cân đối. Thế là cái tên Dương Cân Đối của em nó là rất chính xác. Đấy, mà nó cũng đúng đúng luôn so với từng hoàn cảnh một luôn. Đấy, nếu mà anh chị các bạn là đến xem xe của em đấy mà chưa ưng thì anh chị các bạn phải cân đối là điều đương nhiên. Nên anh chị các bạn cái tên Dương Cân Đối của em đặt ra thì cũng tương đối là hợp lý luôn, cũng như anh chị các bạn. Đấy. Đây, đây em có Camry này, xe của chủ tịch. Đấy, đấy, Camry 2007, con này là phiên bản nhập Úc. Đấy, xe này thì nói luôn cho anh chị các bạn là em đã ế lâu rồi, em đã lên video, đã cắt lỗ rồi. Đấy, nên là vì vậy anh chị các bạn mua là cái mẫu xe này ở thời điểm này thì cực kỳ hợp lý luôn. Ai đời Camry 2007 nhập Úc, số tự động mà em bán này chỉ có 299 triệu thôi. Anh chị thấy ạ? Đúng không? Ai đời Camry dưới 300 triệu đã có Camry đi rồi. Thì đây con Camry của bên em này 2009 đang chào bán, 2007 nhập Úc mà đang chào bán cho anh chị các bạn chỉ có 299 triệu thôi. Anh chị thấy rẻ giật mình chưa ạ? Ở cái thời điểm này thì anh chị mua, các bạn mua được nhiều, rất nhiều những cái mẫu xe mà giá giật mình luôn. Phải nhấn mạnh nha anh chị các bạn. Đấy, X1 này, ngày xưa gọi là không phải là ngày xưa mà cái thời điểm đầu năm thôi, cũng như là trong Tết vừa rồi em bán nó phải là loanh quanh 390-400 triệu. Mà bây giờ chỉ có nhô 300 triệu anh chị các bạn đã sở hữu được X1 rồi, đúng không ạ? Em thì tính anh Phương đây, em cứ nói thẳng có gì thì cũng mình cũng chia sẻ luôn cho anh em cũng như khách hàng trên toàn quốc có thể cập nhật được luôn. Đấy, chứ cũng chả phải là giấu giếm giá cả trong video của bên em, cũng như là tất cả chất lượng xe thì luôn luôn công khai cho anh chị các bạn luôn. Khỏi phải là anh chị các bạn để thêm xem đến 10-15 phút rồi mới chưa biết là con xe này nó là xe gì và giá bao nhiêu tiền. Nó vừa mất thời gian của người quay video, vừa mất thời gian của người giới thiệu, cũng như là tất nhiên là mất thời gian của anh chị các bạn rất là nhiều, đúng không ạ? Bên em làm video thông thường là chỉ hơn 1 phút thôi, giới thiệu cụ thể thông tin đời xe để cho anh chị các bạn nắm được. Còn anh chị các bạn nào mà quan tâm đến mẫu nào thì chắc tất nhiên là anh chị xem bạn sẽ nhắn tin gọi điện luôn, đúng không ạ? Đến xem 10 phút cũng mà không biết thông tin xe, không biết đời xe thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì, đúng không anh chị? Đấy, em cứ chia sẻ thật, đó là như thế. Mẹc thì bên em có rất là nhiều mẹc C nhá anh chị nhá. Đây là có cả mẹc C250 mà con này đời 2010, máy CGI luôn. CGI nó chỉ có 1.8 thôi. Dòng này thì nó chạy turbo rất là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này thì đầu năm thì mẫu xe này đang dao động rơi vào giá rơi vào tầm khoảng 345 triệu đến 355 triệu. Và thời điểm này thì bên em đang còn chỉ có 330 triệu thôi. Đã giảm 15 triệu so với cái thời điểm cách đây khoảng 2 tháng anh chị nhá. Xin chào anh Đỗ Đình An nhá. Đấy, đã giảm 15 triệu so với cái thời điểm cách đây hơn 1 tháng. Đó là những cái mẫu xe này là một trong những cái mẫu xe giữ giá nhất mà vẫn phải trượt giá đến 15 triệu đồng anh chị ạ. C250 2010 máy CGI rồi, 1.8 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, chạy dòng này chạy xăng nó chỉ ăn tầm khoảng 7 lít thôi nếu mà anh chị các bạn chạy đường trường. Đấy, nói cũng anh chị các bạn nào đang chạy mạch C thì biết em chia sẻ, rồi chia sẻ thật luôn. Đấy, giá chỉ có bây giờ có 330 triệu. Anh chị thấy rẻ chưa? Rẻ bằng một con Civic đúng không ạ? Rẻ bằng con Vios đúng không ạ? Đấy, mà đây là Mercedes luôn anh chị nhá. Đấy, Acura cũng vậy, một cái dòng xe tiền tỷ ngày xưa. Đấy, một cái dòng xe ngày xưa nó làm phải mấy tỷ. Mà bây giờ anh chị thấy hơn 300 triệu đã có Acura đi rồi. Đấy, 360 triệu thì anh chị các bạn đã mua được Acura đúng không ạ? 7 chỗ ngồi. Đấy, dòng xe này thì Acura đến từ thương hiệu của Nhật, thì anh chị các bạn biết là xe Nhật nó bền bỉ. Đấy, chạy nó sướng. Tất nhiên nhưng dòng Acura này nó cũng là rất là hiện đại rồi. So với những dòng xe Nhật thì Acura là một trong những cái dòng xe mà đánh giá là nhiều option hiện đại nhất. Đấy. Mà giá bây giờ có 360 triệu anh chị ạ. 360 triệu thì cũng đã có Acura MDX 2007 phiên bản Sport, là phiên bản thể thao anh chị nhá. Đấy, giá thì hiện tại bên em đang bán là 360 triệu anh chị ạ. Đấy, 360 triệu thôi. Đây ạ, có xe phổ thông đây cho anh chị các bạn đây ạ. Ford Focus. Con này thì sản xuất năm 2011 của bên em đây mà giá cũng chỉ có 258 triệu thôi. Đấy, 2011. 258 triệu anh chị nhá. Đấy anh chị ạ, 258 triệu rẻ cực kỳ đúng không ạ? Số tự động mà 1.8 đúng không? Tiết kiệm nhiên liệu.
form dáng đẹp, đời hợp lý, cũng không phải hẳn là cao quá, nhưng mà 200 mấy chục triệu đời 2011 là quá là hợp lý rồi đúng không? Nếu mà mua về đi gia đình thì khỏi phải lăn tăn đúng không? Bởi vì giá nó rẻ, mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý, xe bền bỉ và cũng như là không phải lo về vấn đề chi phí sửa chữa mấy ở cái dòng xe Ford Focus này. Đúng không? Hợp lý cực kỳ luôn. Đấy, MKLK, BMW lại tiếp tục có cả Acura nữa chị ạ. Đấy, giới thiệu cho anh chị các bạn, đây là con này 750 này. Dòng xe này thì 750 thì anh chị biết là nó là dòng xe sang cực kỳ luôn. Ngày xưa nó là dòng xe mấy tỷ đồng. Đấy. À, CX5 hiện tại em không còn anh Dũng ạ. CX5 hiện tại em đang hết rồi. Đấy, đây là có con BMW 750. Đấy, 750 dòng xe là phải nói là nhiều tỷ mà bây giờ có 390 mấy triệu anh chị ạ. Nó có giật mình không ạ? Nói BMW Series 7 mà 390 mấy triệu thì phải nói là nhiều, các bác cũng như anh chị các bạn đang xem video này không tin. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại con xe này bên em đang bán ra chỉ có 390 mấy triệu thôi. Đấy, 395 triệu là đã có sở hữu ngay mẫu xe BMW Series 7 rồi. Đấy, chạy nó là phải nói là cực kỳ đẳng cấp, người ta gọi là BMW Series 7 mà. Nó đẳng cấp hơn tất cả những dòng xe sedan tại cửa hàng em luôn, nếu mà dòng BMW này. Đấy, mà giá có 390 mấy triệu thôi. Đấy, có rẻ không anh chị? X6 à, X6 còn nhiều X6 anh Bùi Triều ạ. X6 em còn tới 5 con X6 nữa cơ, màu đen, màu đỏ, đấy, màu xanh. Nó có cả 2009, 2008, riêng X6 thì bên em rất là nhiều. Fortuner thì bên em vẫn còn Fortuner. Tất cả dòng xe đây bên em đều có từ 3 con trở lên. Đấy, ví dụ X6 là có 5 con, BMW này không dưới 5 con. Đấy, Acura không dưới 3 con. Tất cả nó theo series đấy, rất nhiều. Fortuner thì cũng phải có vài chiếc nữa anh chị nhá. Đấy, anh chị cũng như các bạn nào mà quan tâm thì nhắn tin vào Zalo của em thì nó dễ kiểm soát hơn. Zalo của em là 0919662536 anh chị nhá. Đây là có mẫu xe GLK, mẫu GLK đời 2009 này. Dòng xe này thì anh chị các bạn biết là gọi là tóm lại là một cái dòng xe lành. Hơn 2 tỷ mà bây giờ lại chỉ có 415 triệu thôi. Đấy, anh chị thấy ạ. Tất cả những dòng xe của bên em đây 90% là đều là những dòng xe khi mua mới là phải tầm 2 tỷ trở ra. Đấy, mà bây giờ thì chỉ có những dòng xe trung bình từ 300 đến 400 triệu thôi. Anh chị thấy ạ, mất giá gần 90% luôn. Đấy, chỉ còn có 10% giá trị xe thôi. Mình tội gì không chơi. Lúc trước thì nhà giàu người ta có tiền mua thôi, bây giờ mình nghèo thì mình chơi những dòng xe lại của nhà giàu cũng được, không sao cả. Đúng không ạ? Cũ người mới ta. Người ta thay xe lên đời thì người ta bán lại dòng xe này thì bây giờ mình mua được những giá rất hợp lý. Anh chị thấy là con GLK khi mua mới loanh quanh 2 tỷ đồng. Mà bây giờ thì bên em đang bán cho anh chị các bạn chỉ có 415 triệu thôi. Đúng không ạ? 415 triệu là quá rẻ chưa anh chị? Đấy, đời 2009, xe 5 chỗ ngồi gầm cao, chạy dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Dòng xe này thì động cơ của nó là 3.0. Đấy, chạy mức tiêu hao nhiên liệu của nó ở đường hỗn hợp khoảng tầm 12 lít. Còn đâu đường trường thì anh chị các bạn chạy có 8 lít thôi. Nếu anh chị các bạn nào đã chạy GLK xem em nói có đúng không, nếu chạy đường trường. Đấy. Xin chào Tuấn Anh nhá. Mình đang giới thiệu xe cho anh chị cũng như các bạn trên toàn quốc để báo giá cho anh chị các bạn đây ạ. Đấy, Acura 360 triệu, màu xanh bộ đội rất là đẹp. Con này thì chiều nay em đỗ ngoài thì thời tiết nó mưa, nó bị bẩn, em chưa kịp rửa, giới thiệu cho anh chị các bạn. Nhưng mà buổi tối tiện thì em báo giá cho anh chị các bạn luôn. Đấy, chỉ có 360 triệu thôi. Đấy, xin chào anh chị các bạn đang xem video của bên em. 360 triệu Acura mà con này nó là đời 2007, phiên bản đủ, bản Sport. Đấy, Acura MDX mà bây giờ chỉ có 360 thôi. Ngày xưa cứ cho nó là 3 tỷ 6 đi, bây giờ nó chỉ còn có 10% giá trị của xe thôi anh chị ạ. Đấy, bây giờ 10% giá trị của xe mà xe chạy rất là ngon. Đấy, chạy ngon lành, không có lỗi lầm, chạy không có đâm va, chạy rất là ổn định luôn anh chị ạ. Đây, em sang tiếp hàng bên này cho anh chị các bạn xem. Đấy, bên em còn những mẫu xe sang mà ngày xưa thì đánh giá là nó là một trong những cái dòng xe rất là nhiều tỷ. Đấy, hiện tại thì salon bên em hiện tại đang full xe nên là vì vậy là tắc nghẽn rồi. Đây anh chị nhá. Đấy, có mẫu xe này thì anh chị thấy là biết đây là dòng xe gì chưa ạ? Quay lên anh chị các bạn biết là dòng xe này ngày xưa nó bao nhiêu tỷ không ạ? Đấy, dòng xe này ngày xưa nó bao nhiêu tỷ đồng mà bây giờ lại chỉ có hơn 400 triệu, anh chị có tin được không ạ? Đấy, MKGL 450. Đấy, ngày xưa thì nó nhiều tỷ đồng lắm. Thực chất em cũng không thể biết chính xác được con này. Nhưng áng nó phải từ 6 tỷ đồng trở lên. Đấy.
từ 6 tỷ đồng trở lên, mà bây giờ chị anh chị thấy ạ, nó chỉ có hơn 400 triệu thôi. Anh chị các bạn đã sở hữu được mỗi xe mẹt GL450 rồi. Đấy, dòng xe này thì nó là đỉnh của chóp rồi. Nói thật với anh chị các bạn, dòng xe này nó là dòng xe đỉnh rồi. Anh chị nhìn thấy dáng nó bệ vệ chưa ạ? Nó to hơn cả con Pro đằng sau luôn. Đấy, dòng xe này là mẹt 7 chỗ nha anh chị nhá. Đây là mẹt 7 chỗ này. Đấy, mẹt 7 chỗ. Nó là cực kỳ đỉnh rồi. Mà giá thì anh chị các bạn thấy giật mình, hơn 400 thì anh chị các bạn đã sở hữu được mẹt GL450 rồi. Anh chị thấy mẹt GL450. Đấy, còn gì phải bàn về cái giá nữa không ạ? Chắc chắn là không còn gì phải bàn về giá nữa nhá. Đấy, mà đây là một cái mẫu xe cũng là quen thuộc, thường lên video cho anh chị các bạn tham khảo đây ạ. Peugeot, một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Pháp, đời 2014, số tự động, mà giá cũng chỉ có hơn 300 triệu thôi anh chị nhá. Xin chào anh Khánh Ngọc nhá, tí nữa em sẽ gửi thông tin chi tiết qua Zalo cho anh. Anh có nhu cầu tìm hiểu về xe gì thì em sẽ tìm hiểu, bạn có tìm hiểu nhu cầu về xe gì thì mình gửi cho nhé bạn nhé. Đấy, tất cả những dòng xe này thì ngày xưa người ta chơi thì đã là những dòng xe tốn xăng rồi anh chị nhé. Chứ không phải là bây giờ nó mới tốn xăng, mà nó tốn xăng từ ngay ngày đầu tiên mua nó đã tốn xăng rồi. Bởi vì những dòng xe đắt tiền là đa phần là không có dòng xe nào tiết kiệm cả. Đấy, nó thật với anh chị các bạn là những dòng xe đắt tiền là đa phần là không có dòng xe nào tiết kiệm, toàn dòng xe tốn xăng thôi. Đấy, nên vì vậy là anh chị các bạn nào xác định chơi những dòng xe xăng này thì phải xác định một điều là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó tốn này, chi phí của nó sẽ tốn hơn, bảo dưỡng nó sẽ tốn hơn những dòng xe phổ thông này chẳng hạn. Đấy, cái điều đấy là điều chắc chắn. Bởi không có lo gì người ta bán 6 tỷ, người ta khi mua 6 tỷ bây giờ người ta bán đi 450 triệu thôi mà nó lại xăng ăn như vai ớt thì chắc chắn là không có cái giá này đâu. Đúng không? An toàn tuyệt đối khi chạy. Đấy, và giá chỉ có hơn 400 triệu thôi anh chị nhá. Đấy, Peugeot nhập Pháp. Dạ, một cái Peugeot đến từ thương hiệu của Pháp và giá chỉ có hơn 300 triệu thôi. Hơn 300 triệu thôi anh chị ạ. Đây là Escape, con này thì hôm nay vừa mới về. Và đằng sau của bên em thì tiếp tục lại giới thiệu là còn Camry, chỉ có 215 triệu cũng có Camry đi rồi anh chị ạ. Đấy, Camry ngày xưa anh chị các bạn biết trong năm thời điểm năm ngoái thì mẫu xe này không dưới 250 đến 270 triệu đồng. Và bây giờ thì anh chị thấy chỉ có 215 triệu thôi, 205 triệu thôi. Đấy, 205 triệu thì anh chị các bạn đã mua được cả Camry đi rồi. Mà Camry thì anh chị các bạn biết là nó lành, cũng như là chạy cực kỳ ổn rồi, đúng không ạ? Đấy, 205 triệu cũng có Camry đi. Cũng như là Mercedes, anh chị thấy con này là Mercedes gì biết không ạ? Đây là con C200 2012, nó lên là máy Eco rồi. Đấy, có chế độ Eco thì anh chị biết Eco như những dòng xe đời cao bây giờ. Nó sẽ dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ, sẽ tự động tắt máy, nó như những dòng xe sang đấy anh chị nhé. Và đây là Mercedes. Và giá thì anh chị các bạn biết nó là cực kỳ êm luôn. Mẫu xe này thì nếu mà hiện tại em đang đăng 430 triệu nhưng mà anh chị các bạn là mua mẫu xe này thì em sẽ giảm cho anh chị các bạn là chưa tới 400 triệu thì anh chị các bạn đã mua được mẫu xe Mercedes C200 2012. Đấy, 2012, mà giá thì nếu mà giá thực tế này em bán bây giờ em bớt cho anh chị các bạn là chưa tới 400 triệu đã có thể giao dịch được con này rồi anh chị nhé. Đấy, chưa tới 400 triệu đã giao dịch được mẫu xe Mercedes C200 2012 này rồi. Đây chị thấy ạ. BMW 320 2009. Đấy, một cái mẫu xe này thì anh chị thấy ạ. Xe này thì trước đó thì em đang chào bán cho anh chị các bạn là 330 triệu. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại cũng như là buổi tối ngày hôm nay thì em có phát trực tiếp báo giá cho anh chị các bạn. Với cái giá tiền giật mình luôn anh chị nhé. Dưới 300 triệu. Đấy. Dưới 300 triệu anh chị các bạn đã có thể là mua được mẫu BMW 320 đời 2009 rồi. Một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Đức. Dòng này thì khối động cơ máy xăng chỉ có 2.0 thôi. Đấy, anh chị thấy hợp lý chưa ạ? Xe Đức máy xăng 2.0, xe sang mà lại tiết kiệm ở cái mẫu xe này. Mà giá thì chưa tới 300 triệu thì anh chị có thể là vào việc được rồi. Đấy ạ. Fortuner anh chị nhé. Fortuner máy xăng con này thì 2009. Đấy, giá loanh quanh tầm khoảng 350 triệu là vào việc được rồi. Con này nó là số tự động, máy xăng 2 cầu, xe 7 chỗ ngồi và động cơ của nó là 2.7 máy xăng. Anh chị các bạn nào tìm hiểu về Fortuner thì dòng Fortuner nó là quá phổ thông rồi. Nên là cũng không cần phải giới thiệu sâu về Fortuner cho anh chị các bạn nữa. Hiện tại thì Fortuner bên em anh chị nhìn thấy còn 5 con Fortuner nữa. Rất là nhiều Fortuner. Venza thì hiện tại em không còn anh Hiếu ạ. Và Venza thì hiện tại bên em đang hết. Đã trước có một con Venza thì đã bán rồi. Fortuner thì sơ sơ ở đây đã có 3 con rồi. Cuối kia còn 2 đến 3 con nữa là rơi tầm 5 đến 6 con Fortuner cho anh chị các bạn. Acura thì bên em còn 3 con Acura. BMW sedan này thì bên em còn thấp nhất là 3 đến 5 con. Đấy, còn những con xe đang cho dọn nữa 3 đến 5 con.
Tất cả dòng xe này bên em có đều đủ bộ sưu tập cho anh chị các bạn nếu mà anh chị các bạn nào có nhu cầu. Đây quay cho anh chị các bạn con Fortuner 2009 anh chị nhé. Con này là bản 2.7 máy xăng số tự động 2 cầu. Giá bên em đang chào bán loanh quanh 350 triệu cho anh chị các bạn. Đấy, giá trên thì vẫn còn thương lượng nếu mà anh chị các bạn nào có nhu cầu. Mercedes GLK 2009 số tự động, máy xăng 3.0, chạy dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe lúc mua mới loanh quanh 2 tỷ đồng dở ra. Và giá bây giờ thì bên em đang chào bán cho anh chị các bạn chỉ có 415 triệu thôi. Giá trên thì vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng nếu mà anh chị các bạn nào có nhu cầu anh chị nhá. BMW 320 2009 số tự động, máy xăng 2.0, dòng BMW thì chạy dẫn động cầu sau, vì vậy là chạy rất khỏe anh chị nhá. Giá bên em đang giao dịch cho anh chị các bạn dưới 300 triệu. Đấy. Và anh chị các bạn nào thiện chí có thể nhắn tin kết bạn qua Zalo cho em thì em sẽ tư vấn cho anh chị các bạn kỹ hơn. Đấy, bởi vì rất nhiều xe như này thì không thể báo cụ thể của từng con quay chi tiết được. Bởi vì như thế còn nhiều anh chị các bạn đang muốn xem những cái mẫu xe khác nên là không thể quay kỹ hơn được cho anh chị nhá. Civic 2.0 thì bên em không còn anh chú ạ. Civic thì đang hết. Đấy, Civic 2.0 thì không thì lấy con Focus này cũng được này. Focus thì đời 2011 và giá chỉ có 258 triệu thôi. Số tự động 1.8, xe 5 chỗ ngồi, bản hatchback. Đấy, xe này thì hiện tại đang giao dịch là 258 triệu. Bao gồm phí rút hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Một cái mẫu xe, xe tiền tỷ và bây giờ là chỉ là tiền trăm thôi đây. Đây là mẫu xe 750. Đấy, 750 con này thì 2006. Giá chỉ có 390 triệu thôi. Anh chị nào mà ngày xưa đã từng cầm lái BMW 750 cũng như là đã từng phải bỏ tiền ra mua con này rồi thì bây giờ em đọc giá thì anh chị các bạn chắc chắn là sẽ giật mình luôn. Bởi vì ngày xưa với cái giá tầm vài tỷ anh chị các bạn phải mua rất nhiều, bỏ ra rất nhiều tiền, cũng như là cái số tiền đấy có thể là mua được rất nhiều đất. Mà bây giờ bên em đang bán 390 triệu. Nếu mà các bác nào mua những con BMW 750 này từ thời mới thì bây giờ em đọc giá các bạn sẽ, các bác sẽ giật mình luôn. Vậy tại sao lại mất giá rất là nhiều như thế? Đấy, vì sao mà những cái mẫu xe mà khách hàng mà chào bán thì bên em đọc giá nhiều lúc anh chị các bạn mua từ lâu rồi, mua từ vài năm trước, bây giờ nhiều anh chị giật mình luôn, vì tại sao giá xe bây giờ nó lại rẻ thế. Đúng thật là nó rẻ thế thật nha anh chị nhé. Xin chào anh, xin chào Nê Kha nhá. Đấy, nên là vì vậy là anh chị các bạn là giá bây giờ là cái giá thời điểm chung, và những cái giá salon báo ra là những cái giá quy chuẩn nhất rồi, khi người ta tham khảo giá thị trường. Đấy, người ta báo ra cho anh chị các bạn là cái giá mốc chung. Nên là vì vậy là anh chị nhiều lúc anh chị mua từ trước rồi, nên là vì vậy bây giờ thời điểm này bán ra chắc chắn nó sẽ lỗ rất là nhiều so với thời điểm ngày xưa nhé anh chị nhé. Bởi vì xe bây giờ đã rất là rẻ rồi. Đấy, xe 7 chỗ chạy dịch vụ thì hiện tại bên em không còn. Bởi dòng đấy nếu anh chị mua thì có thể mua Fortuner nhé anh chị nhé. Đây là Acura, xe anh chị biết Acura dòng MDX bản Sport 2007 này thì giá ngày xưa mua mới nó bao nhiêu tỷ đấy ạ. Bây giờ bên em cũng đang bán cho anh chị các bạn chỉ có 360 triệu thôi. Rẻ chưa ạ? 360 triệu là quá rẻ rồi. Đấy, Acura MRX xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Hiện tại thì bên em còn 3 con Acura anh chị nhé. Màu đen, màu đỏ và màu xanh bộ đội. Rất là hợp lý đúng không? Anh chị chọn màu nào cũng được. Mercedes lành, bền. Đấy, tiết kiệm. Giá cực kỳ hợp lý cho anh chị các bạn. 330 triệu cho đời 2007 này anh chị nhé. À 2010. Đấy, Fortuner máy dầu em không có anh ạ. Đấy, 2010 máy CGI đời này thì yên tâm là chạy cực kỳ lành, cực kỳ bền. Giá thì cực kỳ hợp lý nha anh chị nhá. Biển Hà Nội Đồng Hòa chỉ có 330 triệu thôi. Đấy, X1 đời 2010 đây ạ. Giá con này thì hơn 300 triệu anh chị các bạn có thể mua được X1 rồi. Đấy, Camry cũng loanh quanh nhà. Con Camry này thì giá rẻ giật mình hơn là chỉ có 299 triệu thôi. Xin chào chị Nga nhá. Em đang quay video, đây là chị Nga đang xem video của em đấy. Chị Nga đã là một người khách ở trong khu vực Sài Gòn đã ủng hộ em con GLK. Đấy, em rất là cảm ơn anh chị các bạn, anh chị rất là nhiều. Đấy, đây là anh chị Nga vừa rồi đã mua ủng hộ em một con GLK của bên em. Đấy, đây em đang bán con Camry này là 299 triệu anh chị nhá. Đấy, 299 triệu. Đấy, rất là nhiều cái mẫu xe mà giá hợp lý cho anh chị các bạn. Đấy, Fortuner. Fortuner này thì em nhận cọc rồi. Chevrolet Cruze 2015 số sàn. Giá bên em đang chào bán cho anh chị các bạn là chỉ có 285, vẫn bớt, vẫn còn thương lượng rất là nhiều nếu anh chị các bạn nào quan tâm. Đấy, những cái dòng xe phổ thông này thì anh chị các bạn nếu mà mua về chạy dịch vụ này,
thì nó cũng rất là nhanh thu hồi vốn, bởi vì có hơn 200 triệu thôi. Anh chị các bạn, nếu mà thực ra công việc nuột nà thì chỉ một năm là anh chị các bạn thu hồi vốn thôi. Sau đó là cái xe này là của anh chị các bạn rồi. Đấy, chỉ chạy thôi, nhúc nhắc tháng một kiếm một vài triệu là cũng được thoải mái rồi. Đúng không? Không áp lực về cái vấn đề kinh tế nữa. Nếu mà ngoài ra mà anh chị các bạn mua một cái mẫu xe 500-700 triệu thì cái áp lực phải trả hàng tháng thì nó sẽ rất là nhiều. Con này thì đời 2015 mà chỉ có hơn 200 thôi, anh chị các bạn mua về đi gia đình cũng như kết hợp để chạy dịch vụ thì nó sẽ hợp lý hơn, nhanh thu hồi vốn hơn rất là nhiều. Porsche anh chị ạ, một cái dòng xe Porsche thì nếu anh chị các bạn nào mà chịu chơi đấy, biết chơi thì giới thiệu những cái dòng xe này thì anh chị các bạn mới dám chơi thôi. Vì Porsche dòng này nó không dành cho những khách phổ thông, cũng nói chia sẻ cho anh chị các bạn không phải vì nó nhiều tiền đấy, và đây bởi vì nó là dòng xe sang, nó là dòng xe tốn xăng. Nhiều anh chị các bạn là nếu không có nhu cầu, không chơi thì sẽ không mua dòng xe này, mặc dù là nó chỉ có 400-500 triệu thôi thì không phải là nhiều đâu, nhưng mà anh chị các bạn có thể mua những dòng xe phổ thông khác 700-800 triệu, nhưng mà dòng này thì anh chị các bạn chưa chắc đã chơi. Đấy, dòng xe này nó chỉ dành cho các dân chơi thôi. Đấy, phải nói thực tế cho anh chị các bạn, cũng như là cái mẫu xe này cũng vậy. Cái xe này ngày xưa anh chị các bạn nào mà đã từng biết đến nó thì nó là gần như là một thần tượng rồi. Nó là Chitner, dòng xe, một cái dòng xe nhập khẩu có form dáng, phải nói đến bây giờ nó vẫn là đẳng cấp. Cái gì ạ? Ngày xưa bỏ vài tỷ mua con xe này mà cũng phải là hàng hiếm, săn lùng mãi mới mua được, bởi vì nó là bản 5.7 anh chị ạ. Bản hiếm cực kỳ luôn. 5.7 không phải ai cũng dám đi. Nếu mà anh chị các bạn bình thường mà đi làm hàng ngày cho cũng chưa chắc là dám đi. Đấy, anh mình chia sẻ thật này. Cho những dòng xe này nhiều anh chị các bạn còn không dám đi luôn, chứ đừng nói gì bảo là bán. Nhưng mà những khách người ta có nhu cầu chơi, nhà người ta có nhiều xe rồi, người ta có nhu cầu mua một con xe chơi thì bây giờ bỏ ra số tiền chỉ có 390 triệu thôi đã mua được mẫu xe Chitner rồi. Mà con này tới tận đời 2009 anh chị nhé. Đấy, 2009 thì anh chị các bạn biết là đời nó không hề thấp, mà giá có 390 thôi, mà ngày xưa mua mấy tỷ đồng, mà mấy tỷ phải đặt hàng bao nhiêu tháng mới có, chứ không phải là có đến salon là có ngay. Đấy, trong cái thời điểm mẫu xe này bây giờ nó là dòng xe tốn xăng, nên là vì vậy nó rất là kén khách. Đấy, nó chỉ cho phù hợp cho các bác nào mua về đi chơi thôi. Đấy, nên vì vậy là bác nào quan tâm đến mẫu xe Chitner 2009 của bên em này đang chào bán cho các bác chỉ có 390 triệu thôi. Giá rẻ giật mình luôn các bác nhé. Đấy, giá rẻ giật mình luôn. Đấy, Fortuner thì các bác thấy Fortuner bên em đếm sơ sơ đến đây là đã 6 con Fortuner rồi. Rất là nhiều Fortuner. Đấy. 5.7 mà đã bỏ nhiều người mà những dòng xe này mà không có nhu cầu mà chơi ấy, chỉ có nhu cầu đi làm mới cho, chưa chắc ai dám đi. Đấy, nó thật, như anh chị cũng chia sẻ thật, cho chưa chắc dám đi luôn. Đít nó là đít xe nó không khác gì những cái dòng xe Bentley. Đấy. Mà giá chỉ có 390 thôi, giá ối dồi ôi chưa. Giá cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng xe này thì 4 tỷ mấy đây. 4 tỷ mấy mà bây giờ chỉ có loanh quanh là hơn 500 triệu thôi anh chị các bạn đã mua được xe này X6 này. Đây ạ, 205 triệu Camry, đã có Camry đi rồi anh chị nhé, 205 triệu thôi. Đấy, nói những cái giá thì anh chị thấy là nó cực kỳ hợp lý chưa ạ? Camry xe 5 chỗ ngồi mà đi rời mưa, tránh mưa tránh nắng mà chỉ có 205 triệu thôi. Đấy, giá cực kỳ hợp lý luôn. Đây lại còn Acura tiếp này, một con xe Acura bị bỏ quên này. Anh chị nhìn đây ạ, Acura, đây là con thứ ba giới thiệu cho anh chị các bạn. Vâng, em cảm ơn chị Nga nhé. Nếu mà lúc nào có nhu cầu quan tâm đến một cái dòng xe nào thì cứ bỏ em tư vấn cho, chị yên tâm. Đấy, cảm ơn, vừa rồi là chị đã ủng hộ của em một con GLK. GLK thì chị yên tâm một điều là GLK thì chạy cực kỳ bền, cực kỳ lành, mức tiêu hao nhiên liệu của nó không quá tốn. Đấy, chị chạy rồi thì chị sẽ cảm giác chạy GLK nó rất là sướng. Đây là con Acura, cũng là MDX 2008, giá cũng chỉ có 390 triệu ở cái thời điểm trước. Thời điểm này thì lại bớt tiếp cho anh chị các bạn thêm 30 nữa, 360 triệu. Đấy, giá cực kỳ êm chưa anh chị. Đấy, giá nó quá là êm luôn anh chị thấy ạ. Hiện tại thì bên em đã full option rồi, không còn một chỗ nào đỗ ở cái salon của bên em. Đấy, đợt này bên em về khá là nhiều những dòng xe đẹp, nên vì vậy anh chị các bạn nào quan tâm đến những salon của ô tô của salon bên em thì thời điểm này đến salon là rất nhiều sự lựa chọn luôn, rất nhiều sự lựa chọn. Trong đó có những dòng phổ thông như là Toyota Fortuner, đấy, Mercedes C, đấy, Mercedes E, Acura, đấy, Mercedes GL, đa phần là những dòng xe nhập khẩu. Những cái mẫu xe có mặt tại salon bên em hiện tại bây giờ nó rơi vào tầm 90% là lúc mua mới nó từ 2 tỷ trở lên. Lúc mua mới đều từ 2 tỷ trở lên đến 6 tỷ đồng. Mà bây giờ thì hiện tại là loanh giá loanh quanh từ 3 triệu đến 300 triệu đến 400 triệu thôi. Anh chị thấy là giảm 1 phần 10 giá trị của xe luôn. Đấy, những dòng xe rẻ thì bên mình lại không làm trả góp bạn Ngọc ạ.
Đấy, những dòng xe này thì nó không còn đủ điều kiện là trả góp nữa, trả góp thì đa phần những dòng xe lướt thôi. Dòng xe này thì bỏ tiền thẳng ra mua cũng được mà, giá nó rất là rẻ, loanh quanh tầm 300 triệu mới mua được xe rồi, cần gì phải trả góp nữa, làm gì cho áp lực kinh tế ra. Đấy, 300 triệu thì bây giờ ở cái thời điểm bây giờ nó cũng không phải là quá lớn đối với nhiều người. Là những cái dòng xe đẹp đây, Porsche thì anh chị biết là Porsche ngày xưa mua mới thì bản thân Porsche 2008, những cái mẫu xe Porsche này ai đi ra đường thì nó phải là đẳng cấp như nào các bạn biết, anh chị biết đấy ạ. Porsche lúc 2008 Cayenne bản GTS này mà lúc đi ra đường ở cái thời điểm đấy thì phải nói tầm cả huyện em chưa chắc đã có con nào luôn, chứ đừng nói gì ở cái xã, cả huyện em nữa, cả tỉnh có thể là chưa chắc đã có dòng Porsche này đi chứ. Mà bây giờ thì anh chị biết ạ, giá nó chỉ có loanh quanh hơn 500 triệu rồi đã có Porsche đi rồi. Đấy, Porsche Cayenne này bản GTS ngồi trên xe nó là cực kỳ đẳng cấp, sướng lắm. Dòng này thì nó là khỏi phải bàn về chất luôn, nó là xe đỉnh rồi. Porsche những cái thương hiệu đến bây giờ nó là đều là những cái thương hiệu nó là xa xỉ rồi. Đấy, vừa rồi thì em báo giá cũng như là tổng hợp chi tiết những cái mẫu xe có mặt tại salon ô tô số 1 Kinh Môn của em Dương Cân Đối. À, anh chị các bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ của bên em thì có thể là liên hệ trực tiếp hoặc là qua salon của bên em để xem thử cũng như là test thử, chạy thử xe để cho bên em tư vấn cho anh chị các bạn. Đấy, để xem anh chị các bạn nào có nhu cầu quan tâm đấy một dòng xe nào thì có thể qua xem trực tiếp để mua được. Anh chị nhìn đây ạ, rất là nhiều dòng xe ô tô cũ. Và cảm ơn anh chị các bạn đang xem video của bên em Dương Hải Dương. Giờ cho em xin kết thúc video ở đây. Anh chị các bạn nào có nhu cầu quan tâm thì có thể nhắn tin gọi điện riêng cho em thì em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh chị các bạn về những cái mẫu xe có mặt tại salon của bên em nhé anh chị nhé. Vâng, em xin chào và cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.